Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến một cái bài truyền ngôn tình có tựa đề là Chân Mình của tác giả Trương Huệ. Mẹ ăn được. Mẹ nấu chí rồi. Mẹ nấu canh rau. Nấu rồi ăn xong ra chơi. Quán mẹ ra hết. Nhớ đã nhá. Dạ. Mình sẽ bắt đầu đi vào chương 1. Trong đêm đông của buổi tối mùi và tiếng nước nở hoa không tiện dạo vị, bỗng nhận một cô gái bé nhỏ chạy vừa vã trên đường rồi dừng lại trước cạnh cổng của một ngôi nhà. Vốn cơm rồi. Râm râm râm, tiếng bàn tay đập mạnh vào cổng hoảng hốt, giọng nói yếu ớt rung lên vì lạnh. Mở cửa, có mở cửa, có ai không, có mở cửa. Bên trong im lặng, không có một tiếng trả lời. Bàn tay nhỏ bé kia bạn phải chút hy vọng mong manh, đập vào cổng đèn đỏ ửng bỗng rạng. Mở cửa, có ai không? Cứ như thế nửa tiếng trôi qua, giọng nói không ngừng gào lên như sẽ lòng. Cái lòng của cô bạn cử động khó khăn, cố nhập nhạc như người không lâu, nửa sẽ tắt thở. Cử cổ chắc phục vào bậc thềm, trong vô thức đưa cả tay lên đập vào cạnh cửa, yếu ớt, để mất một âm thanh nhỏ, cũng không thể nghe thấy. Muốn cơm, các bạn muốn cơm. Con về. Thằng ứa thế. Cả người lành cổng, hoàn toàn chìm vào trong mê man, mặc kệ thiên nhiên ngược đại, lúc ấy chỉ là không còn biết nhìn nữa. Ánh đèn chiếu tới sáng bừng cả không gian, chiếc xe dừng lại vội vã khi thấy một vật thể lạ ngay trước cổng. Trong xe, có người vì xe thẳng lấp mà nhiễu mây, dòng nói không chụp nhiệt đồ, như từ một nơi bắc cực. Chuyện gì? Cả người tài sự lành toát, bị âm thanh nảy, cho đến run rẩy trong cổ họng không nói nên lời. Người trong xe mất kiên nhẫn, thanh âm trầm thấp một chút nữa, nói. Mỗi tài sẽ bấp máy hoảng loạn. Phía trước có người, xin lỗi. Cũng không trách được anh ta, vì mới nhận việc được một ngày, nhưng không ít lần bị dòa cho tự kinh sợ. Chỉ cần lướt qua đôi mắt sâu thẳm u tối như địa ngục kia, cũng khiến cho anh ta đứng không vững. Xuống xe, nhận được chỉ thị, anh ta vội vã chạy xuống, đứng trước cơ thể cứng đờ thêm một lần nữa run rẩy. Cố gắng lắm, anh ta mới đi được tới cửa xe, cả người cùng lạnh toát. Có người chết. Người ngồi trong xe nhịp chặt chân mày, bàn tay nắm chặt lấy tay, cầm mở cửa bước xuống. Trong bóng đêm nhìn thấy một gương mặt cứng nghị, nhìn vào tuấn tú những quần áo, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ mê hoặc hạt nhất lên. Không thể chụp chạm và lo lắng cho người nằm trước mặt. Người cao lớn từ từ cúi xuống, bàn tay nhỏ nhuộm chạm lên má của bé, chuyển dần xuống cạnh người. Vẫn còn thở, cánh tay thẳng chắc ôm cô bé vào trong ngực, trực tiếp đi vào bên trong nhà. Cơ thể của anh ta chẳng khác gì tảng băng, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn cả người đang ở ngoài suốt mấy tiếng. Cửa phòng ngủ mở, chỉnh lại điều hòa cho thật ấm, nhưng cơ thể có quắc trên giường, tâm tư hơi khó chịu. Quần áo của bạn ngậm sương ẩm ướt, thân nhiệt bỗng nhiên động rực, làm nhẹ lên má khiến người đàn ông đỏ lại nhật mình. Anh ta tự mình cởi đồ cho cô bé, giá thì mênh mợn của cơ thể mới lớn, không thể không khiến cho dục vọng trỗi dậy. Nhưng anh ta không làm gì cả, chỉ lấy quần áo của mình mặc cho đối phương. Mở tủ lạnh lấy chút gừng tươi, cho vào máy xay, chắc lấy nước rồi hâm nóng, kiên nhẫn từng chút cho vào miệng cô bé. Từ đầu đến cuối, biểu cảm không thay đổi, vẫn có là không một chút ấm áp.
Cô bé ấp úng lên nghi để đi làm gì. Lúc này cô bé mới nhớ ra mục đích của mình, không sợ hãi, không suy nghĩ, lao tới bắt chặt lấy cánh tay anh. Cụ bố tôi, xin anh. Cụ bố cô, ông lại bệnh rất nặng, xin lại cho tôi vay tiền, xin anh. Anh ta đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Cô lấy gì để thế chấp? Tôi không làm gì khi không có lời nhuận, nhất là vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nên như không bỏ cuộc, cô bạn chạy tới ôm lại chân anh ta cầu xin. Chỉ cần cứu được bố tôi làm gì cũng được, muốn lấy mạng tôi cũng được. Phải mua anh ta nhấc lên thành một đường cong cuồng hào. Mạng của cô sao, không có giá trị. Tay anh ta cho vào túi quần, ung dung quay đầu lại. Bản thân cho tôi có thể suy nghĩ. Câu nói ấy vừa thuộc ra đã khiến cho Nhi giật mình kinh sợ. Chân không đứng vững mà ngã quỳ xuống. Anh ta không phải hưởng thụ, chỉ là tùy tiện nói ra, cũng không hy vọng gì người trợn mặt đồng ý. Nhưng rồi sau vài giây thất thần, anh ta nhận được một câu trả lời rõ ràng. Bao lâu? Anh muốn tôi bao lâu? Đã ngạc nhiên khả lực qua gương mặt, băng lạnh cùng mau chậm nhận mất, anh ta chăm chú nhìn Nhi. Còn tùy thuộc vào cô một bao nhiêu tiền? Nhi vội vã tiếp lời. Bác sĩ nói chỉ cần có 200 triệu, bố tôi sẽ được một cắt u vô tầm 200 triệu. Sao cô lại tới tìm tôi? Anh từng cho mẹ tôi vay tiền đại tài, tôi đã theo bà ấy tới đây. Bà ta đâu rồi? Đi rồi, bỏ đi rồi. Anh ta trầm ngâm một lát rồi mở cặp sắt để giấy bút, viết giấy nợ, ký tên, sau đó tự mình lấy tiền. Tôi nghĩ được xong các cô ra xe, trực tiếp đưa cô tới bệnh viện. Cũng may kịp thời gian, mỗi Nhi đã được đưa vào phòng mổ. Về thôi. Giọng nói lạnh lẽo ở ngay bên cạnh, Nhi nhắc thời vô kịp thích Nhi. Về đâu? Chỗ này đã có người lo, cô nên theo tôi về nhà hoàn thành một giấy tờ. Nhi sợ hãi đến mức chân tay bụng rụng, anh ta quay lại nhìn. Hội hận rồi. Nhi vội lắc đầu. Hội hận là không thể. Cô theo anh ta về lại căn nhà đó, mở bước đi làm một nỗi tuyệt vọng. Về tới nơi, cả cơ thể như không còn sức lực, cơ thể lại nặng rang, đầu óc quay cuồng. Khi cô nghĩ là mình sắp ngã xuống đất rồi thì đúng lúc ấy, cô cảm nhận được bên cạnh có người. Cả thân thể tựa vào trong lòng ngực cứng rắn như lành lẹo, cơ thể đang nặng rực một tiếng dị chiều một cách lạ thường. Anh ta không nói gì, chỉ dành nhắn nhất một cơ thể nhỏ bé trong lòng mình mà ôm chặt đi vào trong nhà. Trong nhà rộng lẫn không một mọi người, cũng như lành lẹo với triệu chứng của nó còn không như thế. Đến cả người chơi của anh ta cũng khiến cho người khác muốn lòng băng. Anh ta đặt những liên nhiều trong cơn mê man, cố chịu nên được kể anh ta vào điểm đỡ hay đỡ. Không có còn biết gì nữa. Một chiếc khăn lạnh được đặt trên trạm, một chút nửa gừng, nó vào trong miệng. Trong tất cả ánh mắt nhỏ bé của người, vô tình ánh mắt lên nửa đôi môi mọc đỏ. Nhưng tất cả chỉ trên nửa đỏ, chúng ta định dành tự nhiên không làm gì. Từ ngực, được sự phòng tắt đi vào trong phòng bếp, mở tủ lấy đồ nấu trực chảo. Anh ta ở một mình, không cần mình giúp việc, không dám có vợ con, tự nhiên vẫn thấy rất ổn. Không phải tại sao anh ta lại đo sự viên lợn chỉ để mình làm một tờ giấy không có giá trị, thì anh ta cũng không hiểu một vụ ý nghĩ khác còn có để anh ta cho mình.
Không á. Chưa ăn. Mai phải đi làm không hả? Ừ. Thì cảm ơn bạn nó học. Đã đi cái này. Bạn nó bé nó ăn được. Bà đang chỉ được kẹt nữa. Bỏ ăn được lắm. Để bỏ ăn được, bỏ ăn cổng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những Tiếp theo mình sẽ dạy cho mình các bạn trường tình cảm và mạnh nhất là lúc vượt rơi. Mình đã đi vào chương 1. Khi kết thúc môn học từ tròn, trời bỗng đổ mưa. Hành Vân cầu xem kìa, hôm nay thực sự có mưa. Xem ra tận này này khẩn cầu đã lên nghiệm rồi. Ôn nó tập tập việc và bữa sách, rồi hào hứng nói với đứa bàn, chân bàn, kiếm bàn cùng phòng. Đạo đức thể dục của bọn họ là một người đàn bà rất đáng sợ, lần nào cũng tập đơn tập bằng việc chạy vòng thể vòng sân thể dục 800 m. Cả lớp chỉ có thể vừa vô hành gánh tì với những bàn cả các vận động nhẹ nhõm vừa ra sức chạy về phía trước. Nếu như có thời gian mà chưa xong thì tiết 6 sẽ bị phạt chạy thêm 2 vòng nữa. Chỉ khi tới điểm thể dục mà đổ mưa đổ tuyết thì mới có thể miễn được cực hình. Thanh thử trước khi đi học hay mẹ cũng được
Hành cảnh cơn mưa rất giống cuộc sống trên hoang mạc Sahara ở châu Phi. Mưa lúc này thì có tác dụng gì, chiều mai mới có tiết thể dục. Hành vẫn mình tận tâm mộng tưởng của cô. Ở đây không phải là Giang Nam nên ngay cả trong mùa mưa thì mưa cũng không thể kéo dài, không dứt. Vẫn có hy vọng mà. Ôn mặt vẫn giữ với mẹ cười ngọt ngào, dặn vẹn nét đường, ăn đường ngọt. Anh vẫn cố tên là anh vẫn mà. Sao không chịu chẳng mới làm mưa ở cái kỷ niệm của tụi mình đi. Tự tên anh vẫn vì có thể kẹo mới làm mưa. Vậy cố tên ôn nọ có thể thấy được nhiệt độ được không? Bồ cầu không bị chịu, nhà tệ toàn cầu hàng và đều do sức quyền rụ của bốn cô nương đấy. Thực sự không gọi là cậu, mà sao lúc này rồi mà cậu còn cười thoải mái như thế. Hai đứa mình không muốn theo dù đi học đó. Không có à, để gọi điện tới như anh nhận đảm bọn mình về, chắc cậu ấy còn trong phòng. Hắn đưa họ rời khỏi phòng học, ôn mọi lực được cặp chính hình của bạn học nào cả buổi trơn. Nó làm chứa lại điện thoại đã được. Đã sự nghĩ quyết được trăm năm đang rồi. Anh vẫn phải cách nhìn cô. Chàng bà mặt như hình lá, con mọi thứ chỉ xoáy người đi chân tình sự tấn kiện nhà chơi. Trong tủ cảnh trưng bày chụp dòng tả phiệu bạn một lao sư sử dụng nhận dạng đèn mờ nhạt một món xếp cao đạo để tự dọc lên thành cố những người thờ đến mặt cảnh không nên theo dù à để tôi đưa anh về. Anh vẫn cảm giác khi sáng lên tại một buổi như nhau thư tự kẹo không cần cảm ơn cô lại tìm thời ra dạ của anh tôi sẽ nhờ bàn tới rồi. Tất nhiên là chỉ tên đồng gọi có thể đưa một phần xin lại đi anh về là nhìn lên hàng của tôi. Nhưng chúng ta không quen nhau. Anh cười định dẫn mắt vươn tay, tôi là Ngô Đàm. Chúng ta không cần giới thiệu cho anh muốn cùng được. Anh ta chỉ là đàn anh Ngô một tiệm lần xa. Lỡ thì ở các buổi liên hoan mình năm mới hay bị tục nghiệp. Nhỏ thì có tên trên bản thân sách học tập. Không được gì có làm khó ở việc tập chính kiến Ngô Đàm cả. Nhưng anh tâm thường được các kết quả không biết hơn. Tình tình nặng lấy. Thế thì chúng ta quen nhau cả rồi, không có lý do để cười cực chữ. À. Anh lúc nào nhịp mình, trong đá cô, đã cửa, rồi cắn dù bữa ra ngoài. Cô đã khoảng dẫn không bị tạm dù được thế. Sao anh lại lại đưa của tôi, nó cả lại đây. Anh nhìn lại một điện thoại trong tay. Trả lại cũng được, cứ anh về cũng được nghỉ luôn. Anh bác chỉ thích tầm một cách biệt trái. Chị nhảy lao lợi một cách từ đó mình nè. Mà tôi nghe thật, để cứ thể cho có gì thì sẽ bị thật ứng dụng. Nên là ngay cả điện thoại cũng không thấy bằng cậu nàng.
Anh muốn nói mình chia sẻ cuộc mình có muốn gì chút giờ mà mình dần đến luôn. Nhưng sao vẫn còn ở trong trường học. Học sách thì anh đã cùng dẫn làm lá chuyên bận thiệt. Một đứa tôi về cùng được, chứ còn mà cùng phòng quả tối nữa, anh cũng phải đưa làm một đêm. Mưa tối như thả vốn mỗi như thế này là khó chịu như thanh vẫn cùng bố đạt nhưng nay về anh nhìn xung quanh một cái rồi quạt một là nắm vô mùa xuân câu thái đây như cầu đứa đang đánh nặng như vậy mình giúp đỡ như nói lại cầu ấm còn sau đó nếu như rời khỏi nó còn không có đội chiếc cơ hội cự tuyệt. Trên dịch trận, đi hạng hai gánh bạc nhìn mù lúc lâm nguy, nhưng cố gắng nằm kèo một trống mồm, cặp mã phình lên, hai tay thì trọng trường, để phải mở dù, mời. Cũng là không rõ mọi chuyện đang xảy ra, chị trì đường đi theo anh. Nó tiếp tục rơi, từng giọt, nổi lên tảng mạng rồng của cây ngô đồng, cơ vang lượt bột, lượt bột. Mấy ngón đen lạc đặt bên đường và sẵn là phản chịu cây cổ. Nhà cửa lên nền đất lược sụp, giống như một bức tranh trừ tường, trong sân trường, đầu thẳng chỉ yếm nặng, vô ngọn nhanh lạnh, đánh giá bàn ngang ở bên cạnh. Đánh rất cao, nhìn cũng rất đẹp trai, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần khá cái dài, nét mặt lạnh nhạt. Cũng tưởng rằng tất cả anh đẹp trai trong trường cô đều xem qua, nhưng không ngờ là còn có cả loạt lưỡi này, cũng đã thực sự mấy lượt mượn gặp nhau. Nhưng như anh ta không có hiện tượng mọi chuyện cùng cố, thì cô cũng có chuyện mọi chuyện.
Giờ lại một xanh lên á. Hai đồng nữa. Hai đồng nữa. Sáu đồng. Năm đồng nữa. Mấy đồng? Cố Hạc không lấy, không bực hiệu, không có con lạc nhịp. Thế nhưng dòng cá ấy nghe rất vui. Cái nhịp chẳng hơi cứng lạc, có đôi lại nhìn cố kiểu hơn một chút. Không có lại không dẫn mà tiếp tục vừa cá vừa mạnh kẹo. Phát thư của bài hạt đó cũng rất đơn giản, chỉ có vài nên lật tự lật lui. Nhãn người của cô không cao mẩy, chỉ khoảng 1m6, mắt to, mặt mùi dễ thương. Mặt tóc dài không ngọn ngườn mà đen nhạc như mực. Anh ta trầm mực chân, phối hợp với bước đi nhỏ của cô để chặn cô đi. Vì đuổi theo mà đi quả nhanh. Tới đây không rồi nữ ốm ngọt cảm kích nói. Cảm ơn anh đã đưa em về. Nhưng khách chỉ không có nói hết nghiệm, gặp lại sau. Con vật không nhìn nổi nên bật cười. Cô cảm thấy anh rất giận một cửa sổ lệ nghi. Cách tắt điện đi. Anh lại tận cần một cô ba câu. Tất cả đều dùng tự nguyện. Con chuyện gì không? Cứ về rời khỏi thì không khỏi vô lệ. Hơn nữa trong nhịp chặt không hiểu cô ta đang cười điều gì. Có cái bộ hỏi một vấn đề. Vì anh đang đường sẵn người nghĩa là kỹ thuật xã. Có bắt được cô ba của anh được dùng tin như vấn đề tặng đường cho cháu cô. Đã sẽ bị ẩm ướt nghĩa như thế thì mình ra đường không như là ai. Anh bị mày ra đường bắt cô đã tiếp. Tự nhiên cô mất tiêu rồi. Cô bánh nhạc nhìn vô một nụ cười của anh. Đáng mắt rộng rộng. Nhưng mà có phát triển. Anh tiểu không nên thật tốt. Thời tiết tốt. Mới đây trường như thế này mà còn gọi là thời tiết tốt. Anh ở trường như thế cũng phải thời tiết tốt. Không phải bất như mình đọc như vậy của anh. Không còn việc gì thì tôi đi trước. Anh lật đầu nhẹ, xoay người rồi đi. Họ nhận của anh trong màn mưa hệt như một thân cây cao mất. Và đến khi cô không còn nhìn thấy bọc dạng nữa thì mọi người ra cô đã quên mặt tên anh.
Mạnh, cậu về rồi, xin nhớ mộng mộng kỳ được. Chỉ đâu vào học tập, cứ nhớ anh nhìn mộng mộng, nhưng mà cố gắng vượt qua. Nếu bạn quý mắn nhìn sáng, cậu con mình chuẩn bị đi lại cùng mộng thần nàng. Ha ha, xin mấy bộ cố đứa cậu dịp ngủ, từ một anh chàng cũng tự đứa cậu về. Nhớ tức thì làm lá gạch buồn nôn. Thôi đi, hành lân, con dịp ngủ khi con tính gọi, thì cầu thì chắc, là tàu mộng. Con ngọt như tay nhạc vượt qua đây. Cuối cùng con tắt lòng cầm hộp sáng dậy đặt trả đùa. Chị ngọa bái tạm lường, tất cả đồ vật không sờ để đều vì đã nắm ra người. Mới đặt thêm một điện này cho cô. Hãy xong đặt cái luôn. Hai bấm mở cửa vào đúng lúc như vậy bạn này. Cũng bái xong những người tính với nhau có đã sợ nhận được tổ cảnh giữa. Nhìn thứ mới tới đây đất mà vẫn bình tĩnh, vẫn như thằng lát trước. Ô mặt cùng như anh nhìn nhau cười lỡ nên tự đi tìm là đồ của anh người. Có mày mẹ cầu đi trực sáng đã phải về sớm hơn tận mà. Anh vẫn nỗ lực ngồi trực bàn học từng ngọn ngựa vì nhắm vấn đạo chuyện được đạo đi lạc đường. Con tự một vòng lẫn ở sấm rừng một tìm được về đây. Ủa, con ngọn thân thần bị dị chạy chạy. Con mắt to, đừng ngon ngắn ngó đạp. Ngựa thành cầu lâu lắm chụp ngựa. Có hiện môi, như chụp gọc đi. Trong lại giường này, trở lại chứng như anh ở một bên hai mắt tỏa sáng. Ngô Đạt, người kia là chủ tịch hội học sinh Ngô Đạt. Thời gian dùng mình ra nước ngoài, cô không dễ cả. Mọi ngày đều phải gần mình học chữ Latin. Thủ quý lượng nhất của cô chính là bạn của em. Việc gì mà ngay cả đường trong trường cũng đi sai.
sau đó nhắc đến lúc lần thống kế phiếu bầu thì máy tính đã bị nhiễm virus. Hành vẫn gần lấy ôn nhà hoài nặng, cũng không chịu đựng nổi mà kêu khổ. Ngữ gia vừa mới đi tắm ở phòng bên cạnh nghề, cầm ngọn khoai tây chiên leo lên chiếc giường, đặt mặt ngồi xuống, còn một mũi tên bảo thân nhịn mãi nhất của Nhi đi không. Nhưng mặc đầu thì phòng của bọn họ có 80, tuy hiện tại đã chia ra thành hai phòng sát nhau nhưng vẫn thường xuyên tới lui, chỉ cảm việc không xếp một cánh cửa trên vách tường. Nó còn chưa chịu nói nữa ha. Tại vì còn một câu chuyện tâm mến với dài dòng hay buồn ngủ. Từ lúc còn ở trường cấp 2 đã thích một anh chàng hàng xóm, tới lúc đại học thì từ họ trường này học tốt hơn chỉ vì một tuần có thể về nhà nhìn anh chàng đó nhiều hơn vài lần. Mẹ hỏi bữa đi đâu con xịt sữa không thiệt không lạ không. Để xịt sữa là mẹ đọc thấy chưa? Bước đi đi. Ăn cơm nhớ, nhớ rồi. Đi ra ngoài không chào ai thì cũng đi. Nếu như tớ là nọc nhớ, mình đã sợ mọi rộng với anh ta. Ông chỉ thích khi ăn, mình phải có tinh thần tự lực. Giờ đâu giờ đi thì làm ăn được gì. Theo như chúng ta cũng theo học quảng bá thị trường. Có thể ngay cả bản thân cũng không nhau, hàng ngày. Năng lực đang cần lên phải nhân hợp. Còn có khi nào bằng sẽ đau áp được cộng rộng, cái gì cũng chẳng nhận nhẹ hơn. Đó là biểu hiện của chuyện mình có tinh thần nhắc đến những phong tư lúc này. Mà cô nghĩ mệt lắm, mình quy xuống thấy nó quá. Dạ. Ngày mai Ruby có đau không? Dạ, có, nhưng mà chịu. Sam, tất cả những người đang chung của các sẽ bị lên đạo trị ở bên nhà đặc trị. Không biết nhiều. Nhiều biết đấy. Chúng ta rồi cũng không thể làm nữa. Đã nghèo rồi còn điểm. Mình đã đi học. Họ đã gặp lúc đó là một cái mới. Đừng được làm cho đánh gì cả từ. Không hăng con một lần lỡ bỏ vào miệng. Cha cha, đi làm kể thức về cô cậu. Vẫn lấy giống những hóa tay chiếm cho mình. Trong lòng hữu gia, thiên nhân phát triển một người tôi là một hợp sống. Để tình bản thân được quan trọng hơn, trở vào tôi là đại thanh. Để tôi điện thoại em, cô đi ra. Trong khi nhiều môn còn được tầy bỏ trang. Và trên trạng đất cùng biệt với là giờ hàng của cô cùng bàn trái. Một khi trời tối thì lại cũng tương tự. Ngồi đường ra anh có cũng biết tỉnh. Để những lần này cô chỉ alo một việc và đưa cho hành vân. Tìm thấy anh rồi. Cái lòng nó sợ xa đỏ, hành vân nhận thật vân ngày tháng tụ. Nói là sao anh lại sợ tìm vào phòng ký túc xá của tôi. Đúng rồi.
Nhưng thôi nhận nó ngay bắt đầu đúng không? Biên bạn đấy. Bạn xịt chú à? Bạn ăn ngon lắm. Ăn thử rồi chứ. Ngắm qua đình mua mà. Ăn thử nè. Ở đâu hỏi thịt cua. Học nhỏ á, năm. Vậy là đàn này cũng mất đây. Mà mày thân mày con mù lấy năm là mày biến vậy sao? Để ăn. Có một mảnh mù. Cái này hàng ngón nha. Tại đây muốn thêm ít bạn nên nè. Bởi vì em quên lấy đồng của mình, em có tự cười gẹo. Anh, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh đẹp đâu. Trời còn nắng mưa đỏ, trước ngày mai sau khi tan học thì em hãy đến trực dạy lầu môn sinh vật, lại là nhẹ. Bạn trong sạng là ngọn lửa như nhiều nhà, không ngọn lửa trên đường đi công công trực. Dạy lầu sinh vật, tâm trạng mới vụ vụ. Nên mai chiều nay, chiều ngược lại cũng còn là con người ở tiệm hiệu dịch rồi. Con người có biết đấy. Ăn hết, nghe biết. À, chiều mà tập ăn. À, con này, dạ, con đi. Nén. Ngọt tươi, hạt miệng tươi, nhìn tiếng. Nhìn lên. Bị sầu quá, biết hả? Nhưng hành động lắm rồi, có cuộc họp rất. Thế đành phải nhờ cô hoàn thành nhiều người lại đài đứng như đài. Nó khổ. Mọi người từ hôm nay mấy cuộc lâu thân cô mà chẳng thể nói đạt đâu. Mà chẳng là gặp được nắm chúng ta gửi giúp cô ngày hôm qua. Anh nhờ cô nhớ mắt mình được là. Khi gặp tiền hoài mà anh cầm trong tay đường là cuộc hành đơn. Chắc là bước bỏ đi ăn để đỏ túi. À, xin chào. Ông mặc một chiếc tụ đồng đi cùng thành anh chào hỏi. Em sẽ đại diện gọi giúp anh Vân. Bạn lại phải đến phòng chứng trường tư tưởng cho đảng viên đường đường rồi. Anh định mua đảng ở đâu không? Tôi cũng giúp mua đảng trả điện thoại này. Nghe anh được. Anh hơi lật đầu mỉm cười. Anh cũng biết ngay lại tính tiền rồi. Bảo là không biết đâu sao. Cô ngọc không phải nổi mà cứ quên. Vậy chẳng phải cô đi bộ có một chợ rồi hay sao? Không được nhất hiện đến được là kỹ thuật xã hội như vậy là sức mạnh phải. Thế nhưng cô ngọc không nhớ là cũng chỉ có ăn của thần vật nhân phá thịt cho hàng đơn. Cô được chẳng nhìn là một cuộc khối lúc khi râu rượt thì cứ tặng nổi. Hoặc là sao? Hoặc là lâm lắp sách chuyện người này thì cô ấy vẫn về các phần sách được đặt trước một lên. Lắp lắp đi rồi đi.
hắn cũng không như hô đạt luôn nhiệt tình quan tâm tới mọi người xung quanh. Hắn lẫn trong bọn mặt chỉ lời quan sát vài lần và cùng bọn không thể nhìn được mà đi tới giúp đỡ. Hắn là anh là con trai nên không thể nhìn lọt cạnh những thứ nhỏ đuổi chịu lực nặng một mình được. Vui lỗi một lần ăn cái bạn ở đây, bạn là ngon đây, tự em mua nửa ký mà này ăn mệt đấy không, bạn sữa chua ở trong có sữa chua ngon không, cô đem lên khi mà đây ăn mệt mình mua à, rồi đó. Mà đeo bạn ấy hẳn ngọt mình ạ, về ăn. Tại đây đi mua thêm bạc. Ăn một tuổi phải đổi luôn á. Đi nái đi hương đứa cả đêm. Rên. Ở đây mình một cái ống thùng sách một cách nhà nhỏ. Có điều đi trên đường. Cha cố liệu rượu từ thời anh mẹ rất hoài nghĩ có phải đình nghiệp. Hiểu đủ xã lịch rồi không? Đang làm gì đâu á mẹ? Anh học năm học biết ngành gì? Tôi học năm 3, học ở nhiều toàn học. Vậy anh cao hơn em 1 năm rồi, đã tập quản bản thị trường. Cũng được toàn học là làm gì? Ông cuộc đình là chúng tôi chủ yếu kiểm soát số liệu từ xa trên máy tính. Tôi như đang nhận được một năm quen giúp mình phải học những ngành chính trị của bọn em rồi. Sinh viên của em thì đưa đến cuối học kỳ bắt đầu quy thành mại vật cục kỳ. Từ sau đều là những kiến thức mang tính chất quá khứ nên luôn luôn bị ủng sợn của trả lại sẽ quên. Còn sinh viên của tự nhiên thì thảo hơn nhiều. Những người thường có tập trung vào học thì phải biết năm trời hay từ mai luôn sẽ bị vật cục đến ngay to mở cửa. Không cơm ơn mọi người đừng có định nở hàng đúng. Ron là con ư thú cho tập đánh mà nhìn nhìn gì nữa. Nhịp thích đơn. Con ly. Ngồi ui bề bột bề đơn. Hãy nhìn chỗ tôi đi. Ngoài ghế. Lúc tiểu học anh cũng từng học qua lịch sử nhầm lẫn nha. Anh không thực hiện cùng phong cách về anh đẹp trai. Còn tiểu học tôi từng học qua lịch sử nhầm chứ lịch sử nhầm thôi. Tuy nhiên anh cũng không cho rằng lịch sử nhầm có những quan hệ với ngành của anh cả. Vì sao anh lại không quay đến nghỉ rồi là anh phải quay đến sau gần như tất cả. Cô kịp thời được khai thị sợ trái ngược vào phần cánh cổ này nó cũng cổ không có quan tâm cả tất cả nhưng chắc có nghĩa làm việc để những đại hạt đến ngoài được khám ngờ thì sẽ mất tự nhiên. Cả những một người dân trong trường anh đều bị mặc cả. Đang cái năng tổng thức trụng nhiên anh lại ra phải ngồi trụng nguồn xa bên nội tai của nữ sinh nữ sài. Nhưng để không thừa nhận cô phải cũng rất hợp sắc. Sẽ thật là vì chưa được tự. Mặc dù mọi người chú ý thì người phụ thì lại có mọi người đi được.
Nên chào hỏi với ông nội. Con này tôi có quyền xem tất cả các hợp đồng của trường. Đối với anh mà nội, sức hấp dẫn của mày có sự lẫn với hợp đồng tập thể. Không kéo về kẻ đang như lắm. Điều đó không tốt lắm đâu. Nên mọi người mày cũng nhất trong đời người nếu có được nhau ở trường đại học. Trung học tiểu học thì không trả được sự mới cho. Còn sau khi có làm việc thì không trả được sức mắc lợi. Với người tôi cũng thật bằng. Có mắt tôi đang học lầm trường không có nghĩa là người lập gì. Có được khoảng 3 căn nhiều thì càng rắn là nhiều hơn. Còn lại một quá là tại vì anh kỹ thuật xã. Sau khi anh hạ phương pháp xuống thì lập tức vào tạm biệt. Cô nhìn thấy anh rời khỏi. Mà thật sự là một tiểu thiên chỉ ống động mọi người ra. Cô lại quên hỏi tên của anh. Nhưng chẳng lẽ không nên nhìn phần của mình đạo trị người nhà ở tuổi này sao? Như vậy cô đã mở lý phẩm phần đồng lực. Trong lần thì trai trình tập trang lại chạy được hơn tốt một 50 năm thì phải là một cách lịch sự. Vì sao người lại không nghĩ ra chương trình thời kỷ? Tổng hành vấn nguyên lực một giao động quan vật khá nói dễ đất. Mà nó tự kỳ bản tay cùng với án liền. Bắt đầu bài thực bằng đồng tương hát sự lực nhất và xếp gì. Chúng sẽ là sự bất tốt cùng. Cô hay làm những lần, mình phải có một môn cả nhất. Cô là sao anh này ở đây? Không biết vì sao lần này anh lại rất thích kẹt giường với cô. Hôm anh Nhi cũng đều thích đích nhân cô đứng lên bảo cảm. Rõ ràng một số điện thoại của cô mà lại đừng nghĩ dậy lâu lẫn chuyện vào cô xuống. Khiến cho người ở toàn bộ dạy đường biết. Nên gặp nhất là đêm khuya đêm khuất chẳng có gì quan trọng cũng gọi điện nhận việc cho cô. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem, chào tạm biệt các bạn.